Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn cách chạy bass của điệu bolero trên tông rê thứ. Rồi trước hết các bạn ghi cho mình ra đi ha, ghi xong mình chia sẻ các bạn đàn như thế nào, chèn bass vào ra sao và áp dụng vào câu hát như thế nào ha. Rồi với tông rê thứ thì sẽ có rê thứ, son thứ, la bãi hoặc là la trưởng ha. Rồi đô trưởng, pha trưởng và si giáng trưởng, rồi 6 hợp âm. Mỗi âm mình chia sẻ các bạn 3 nốt bass thôi ha, rất là đơn giản để các bạn áp dụng. Rồi đi xong thì mình sẽ chia sẻ các bạn áp dụng vào như thế nào ha. Rê thứ mình sẽ chia sẻ các bạn bấm hợp chặn chỗ này ha, chỗ này cũng rê thứ, nhưng mà rê thứ chỗ này á thì khi áp dụng các bạn sẽ rất là dễ theo một cái thế tay và sử dụng chung một dây sao tất cả hợp âm này. Nhưng mà rê thứ chỗ này thì một số bạn sử dụng cái đàn dáng đầy các bạn không bấm được ha, nó rất là khó khăn, nó bị vướng rồi ha, cho nên mình sẽ chia sẻ rê thứ chỗ này ha. Rồi cho nên thì tất cả hợp âm khác các bạn sử dụng dây bass là dây sáo như thế này ha. Rồi còn mà riêng rê thứ thì đi dây 5, tại vì bấm chỗ này mình phải đi dây 5 ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn là chèn vào như thế nào ha. Cái điệu bolero đi, mình bấm như thế này, mình đàn bolero ha, rát 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 chát bum chát bùm chát bum ha. Rồi thì bây giờ các bạn chú ý cho mình là ba chữ cuối cùng bùm chát bum của tiết tấu mà bolero các bạn thường đánh á, rát 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 chát bum chát bùm chát bum ha. Thì bây giờ ba chữ cuối cùng mình không đánh, mình không đàn bùm chát bum nữa mà mình đưa ba nốt bass vào ha, thay cho ba cái đó ha. Ví dụ ba nốt bass của rê thứ thì là mi mi rê ha, thì bây giờ mình nè rát 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 chát bum chát mi mi rê ha. Thay vì chát bùm chát bum mà mình không bùm chát bum mà mình mi mi rê ha. Đàn ba nốt bass xong bấm hợp âm đó liền, ba nốt bass của hợp âm nào xong thì phải bấm hợp âm đó vào liền và tiếp tục đàn tiết tấu bolero liền ha. Rát 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 chát bum chát bum 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 chát 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 bum chát mi mi rê ha. Rồi thì mình cũng đọc nốt để các bạn biết luôn ha, bạn nào biết luôn thì càng tốt, còn các bạn không cần biết chỗ này là nốt gì cũng được ha, không sao. Các bạn cứ theo thế tay như thế này, vị trí ngón trỏ là cái vị trí thứ nhất, vị trí ngón giữa đang bấm là cái ô này là vị trí thứ hai, còn ngón áp út và ngón út đang bấm cái ô này là vị trí thứ ba ha. Đó thì các bạn cứ đi bass thì nếu rê thứ cứ đi về số 5 các bạn đi ngược lại 3, 2, 1 thôi ha. Các bạn cứ đọc bum 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 ha, không cần đọc mi mi dáng rê gì hết ha. Thì thật ra đó là mi mi dáng và rê mà các bạn không cần nhớ nốt cũng được, khỏi nhức đầu, cứ là bum 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 đang ngược lại theo thế bấm này ha, rê thứ. Rồi vị trí 3, 2, 1 đó, bum 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 tức là ô 7, ô 6, ô 5, đàn dây số 5. Bum 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 dây số 5, ô 7, ô 6, ô 5. Rát 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 chát bum bum bum. Rồi xong bấm rê thứ, rồi vẫn rát 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 chát bum 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 rát 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 chát bum 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 ha. Rồi, đó là cái rê thứ. Thì các bạn tập một hợp âm nào tập trước một âm ha, cho quen cho rành tay, rồi sau đó các bạn tập qua âm khác, tập hết 6 âm này, sau đó các bạn tập chuyển luân phiên giữa hợp âm này và âm khác ha, liên tục qua lại những hợp âm đó ha. Rồi đó là xong cái phần rê thứ nha các bạn. Cứ rê thứ là sử dụng dây 5 thôi ha, còn tất cả những âm còn lại sau này thì dây 6 hết ha. Rồi rê thứ xong thì sẽ có son thứ ha. Bây giờ tới son thứ chỗ này ha. Rồi tất cả mình chia sẻ các bạn đi bass trên thế bấm âm chặn ha, theo những hợp âm đi theo tông rê thứ. Rồi thì cũng với giống như rê thứ lúc nãy mà các bạn đàn, cũng vị trí chỗ này là ô chỗ này các bạn chặn á là vị trí thứ nhất, rồi ô chỗ này vị trí thứ hai, rồi cái ô này là vị trí thứ ba, thì các bạn đàn ngược lại thôi 3, 2, 1 ha. Nhưng mà riêng rê thứ thì các bạn đàn dây 5, còn tất cả đàn dây 6 hết, cũng đàn như vậy ha. Thì như son thứ các bạn đàn bum bum bum, nó các bạn không cần phải biết nốt của nó là gì, cứ bum bum bum. Thực ra đây là nốt la nè, la dáng nè, nốt son nè ha. La la son, la dáng son. Nhưng mà như mình nói, các bạn nào biết thì càng tốt, còn không biết cũng không sao. Cứ theo cái thế này đàn rát 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 chát bum 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 ha, bum bum bum. Xong bấm hợp âm son liền, rồi đàn tiếp rát 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 chát bum 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 ha. Tức là tất cả hợp âm mình đưa bass vào thì cứ giống nhau hết ha, cứ rát 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 chát bum chát, rồi đi ba nốt bass hợp âm nào đi ba nốt bass hợp âm đó, đi xong bấm hợp âm đó liền ha, và tiếp tục tiết tấu bolero ha. Rồi ví dụ như son thứ này thì rát 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 chát bum chát, rồi đi vào bum bum bum, rồi xong bấm son thứ và tiếp tục rát 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 chát bum chát bum 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 rát 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 chát bum 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 ha. Rồi xong son thứ, tập từ hợp âm, tập rê tập son. Bây giờ các bạn sẽ tập pha ha, pha trưởng ha, pha trưởng. Thì cũng giống y chang vậy thôi, giống y cái son lúc nãy các bạn vừa đàn thôi ha, và cách đưa vào cũng giống y, nói chung là sáu âm này y chang ha. Rồi bấm pha trưởng thì sẽ có 3 nốt ha, son son pha. Son nè là son dáng nè là pha này ha, nhưng mà như mình nói cứ bấm bum bum ha, không cần biết nốt cũng được. Rồi cũng tiết tấu rát 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 chát bum 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 ha. Xong rồi bấm pha trưởng, rồi vẫn đàn tiếp tục rát 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 chát bum chát, rồi bum bum bum. Rồi xong bấm pha trưởng liền ha, bấm pha trưởng xong rồi rải xuống liền và cứ tiếp tục tiết tấu bro ha, rát 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 chát bum bum bum. Đó, xong bấm pha trưởng rồi rải xuống rát rát rát, mới tập chậm từ từ nhanh lên ha, rát 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 chát bum 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 rát 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 chát bum 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 rát 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 chát bum bum rát 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 chát bum bum rát 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 chát bum rát 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 chát bum ha. Rồi đó là xong pha trưởng nha các bạn. Có ai điện thoại? Vậy là xong cái pha trưởng. Rồi bây giờ sẽ là tới cái pha xong tới la ha. Rồi mình các bạn sử dụng la trưởng đi ha. Rồi la trưởng thì giống y chang cái thế và cái kiểu một kiểu đó thôi ha, và cũng một dây 6 ha. Như mình nói tất cả hợp âm thì dây 6 hết, chỉ riêng rê thứ là dây 5 thôi ha. Pha trưởng la trưởng này các bạn sử dụng giống như pha trưởng lúc nãy ha. Rồi các bạn sử dụng la trưởng ha, la 7 cũng được như thế này ha, nhưng mà cứ la trưởng đi ha. Rồi cho nó giống pha trưởng, rồi giống si giáng trưởng, rồi giống đô trưởng, theo một cái thế này thôi ha, nhưng mà chạy vị trí bấm thôi ha. Rồi la trưởng thì cũng vậy thôi, và cách chèn vào cũng y chang ha. Và thế thì ngón trỏ các bạn chặn là cứ bạn vị trí thứ nhất, ô này vị trí thứ hai, đây vị trí thứ ba, thì đàn ngược lại thôi, bum 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 ha. Rồi đàn xong thì cứ bấm la trưởng và rải xuống rát 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 chát bum 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 rát 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 chát bum 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 ha. La chỗ này, sẽ là nốt si, dáng rồi nốt la ha, si si la rát 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 chát bum chát si si la ha. Nhưng mà các bạn cứ đọc bum bum, khỏi cần đọc si si la ha, bum rát 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 chát bum 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 bum. Xong bấm vô la trưởng, rồi bấm la trưởng xong cũng rải xuống và tiếp tục thôi ha, rát 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 chát bum bum bum. Đó, tập chậm xong là nhanh lên ha, rát 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 chát bum 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 rát 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 chát bum 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 ha. Rồi la xong rồi bây giờ tới si đi ha, si kế bên luôn, si giáng trưởng, la si trưởng, la trưởng này si trưởng, bây giờ si giáng thì giật qua một ô thôi ha. Rồi đây là si giáng trưởng, thì thấy la các bạn đàn như thế nào thì bây giờ qua si đàn y chang vậy ha. Rồi cũng sử dụng dây 6, cách chèn vào cũng y vậy ha, và cũng vị trí đàn ngược lại bum 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 ha, y chang. Nói chung tất cả âm các bạn đều đàn y chang ha. Rồi si thì cũng giống như la nè, thật ra nhảy qua đây một ô thôi, cũng giống như vậy ha, thấy bấm y chang. Rồi rát 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 chát bum 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 rát 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 chát bum 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 rát 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 chát bum 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 ha. Si chỗ này là nốt đô nè, rồi nốt si nè, rồi si dáng nè ha, đô si si rát 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 chát bum chát đô si si rát 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 chát bum bum ha, bum bum. Xong bấm si giáng trưởng, xong rải xuống, rát chát bum bum bum. Xong bấm si giáng trưởng, rải xuống, cứ vậy làm hoài ha. Rồi các bạn tập nhanh lên giống như la trưởng nãy ha, rát chát bum bum bum. Rồi tập nhanh cho nó quen tay ha, cho cái tay các bạn nó quen, nó thuần thục ha, nó nhanh nhẹn. Để chút xíu nữa các bạn sẽ tập nhảy luân phiên giữa âm này âm khác ha. Rồi sau tập si giáng trưởng xong các bạn sẽ tập đô trưởng ha. Thì bây giờ đô trưởng rất đơn giản, cũng giống như si thôi, cứ thấy tay này kéo qua đây thôi ha, đây là đô trưởng ha. Rồi đó, đô trưởng thì cũng giống si giáng trưởng và la trưởng lúc nãy các bạn đàn như thế nào thì bây giờ qua đô trưởng các bạn đàn y chang vậy ha. Cũng bấm đô trưởng là rải xuống rát 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 chát bum chát, rồi cũng chạy dây 6 bum 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 Rồi xong bấm đô trưởng rồi cũng rải xuống, rát 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 chát bum chát bum bum bum, rát 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 chát bum chát bum bum bum. Đô trưởng chỗ này sẽ là rê rê dáng đô ha, rê rê đô, rê rê dáng đô, nhưng mà các bạn cứ đọc bum 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 và theo vị trí của ngón bấm này thôi ha, ba ngón như thế này nè ha, bum 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 ha. Đó, không cần phải nhớ nó làm gì, bấm đô trưởng rát 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 chát bum chát bum bum bum, rồi xong bấm đô trưởng và cứ rát 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 chát đó, bum bum bum. Rồi nó vậy nha các bạn. Nó thì thật ra pha trưởng y chang vậy, đàn pha trưởng đàn thế nào thì bây giờ qua son thứ cũng đàn y vậy ha. Đó, cứ bum 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 xong bấm pha trưởng rát 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 chát bum chát bum bum bum. Rồi pha trưởng thế nào thì qua son thứ y chang vậy ha, thì cũng rát 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 chát bum chát bum bum bum, rát 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 chát bum chát bum bum bum. Son thứ như thế nào qua la trưởng cũng y chang vậy ha, qua la trưởng cứng rát 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 chát bum 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 ha. Rồi tất cả sử dụng dây 6 hết ha, chỉ riêng rơi thứ dây 5 thôi ha. Rồi la trưởng thế nào thì qua si giáng trưởng cũng y chang vậy ha. Đó, cũng sử dụng dây 6 và cũng vị trí như thế, bum 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 ha, rát chát bum chát bum bum bum, rát rát chát bum chát bum bum bum. Rồi si giáng trưởng thế nào thì bây giờ qua đô trưởng cũng y chang vậy ha, bum rát rát chát bum chát bum bum bum, rát rát chát bum chát bum 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 ha. Đó, rồi qua đô trưởng thì cũng y chang vậy luôn ha. Rồi đó là 5 hợp âm mình sử dụng chung một cái thế và một dây 6 vào kiểu đi bass là dây 6 bum 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 ha, bum 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 bum, rồi bum 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 bum. Rồi chỉ riêng hàng rơi thứ các bạn đi dây 5 thôi ha, bum 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 chắc bum 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 ha. Đó thì rất là đơn giản, các bạn chỉ tập thay đổi một cái rơi thứ là đi dây 5 thôi, còn lại dây 6 hết và cũng một kiểu đàn, dây 5 cũng vậy, cũng kiểu đàn, ô thứ 3, ô thứ 2, ô thứ 1 giật lại thôi ha, bum bum bum. Rồi nó rê thứ thì chỉ khác một cái là các bạn đi dây 5 thôi ha, và cái kiểu đàn, kiểu đưa bass vào cũng giống cho tất cả các hợp âm khác ha. Rồi đó là các bạn tập từng hợp âm xong rồi, các bạn bây giờ các bạn thử áp dụng, các bạn chạy chuyển đổi hợp âm giữa hợp âm này qua âm khác ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách chuyển hợp âm ha. Rồi đầu tiên ví dụ la thứ đi ha, bum rát 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 chát bum chát bum bum bum, rát 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 chát bum chát bum bum bum, chát bum chát bum bum bum, rát rát chát bum chát bum 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 ha. Đó rồi, tức là các bạn chuyển thì lúc nãy các bạn đàn thế nào thì giờ chuyển vậy thôi ha, tức là rát 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 chát bum chát. Rồi coi câu hát đó tới hợp âm nào, rồi mình đi ba cái nốt bass của hợp âm đó trước rồi mình mới bấm hợp âm đó ha. Ví dụ bây giờ từ rê nè ha, ví dụ rê chát bum bum bum, tới câu sau nó qua son đi. Rồi bây giờ ví dụ chát rồi đi son nè, bum bum bum, đi son xong bấm vô son thứ ha. Rồi đàn tiếp bolero, coi câu tiếp theo nó đi qua hợp âm nào nữa ha. Y về các bạn sẽ mơ hồ nó, để mình ví dụ thử vào một câu hát đi ha, để coi bài nào đây ha. Cái bài mà lúc trước mình cũng ví dụ các bạn thử đó, cái bài Lan và Điệp 2 đó ha. Tôi viết vào đây truyền nối tiếp tình yêu hai mái đầu à. Rồi chỗ này là nó qua ba cái hợp âm nè, các bạn thì dễ phân biệt nè ha, các bạn thì dễ áp dụng, dễ tập ha. Đầu tiên tôi viết vào đây hợp âm pha trưởng ha, thì các bạn tôi viết, nó bấm vô pha trưởng, tôi viết vào đây đó ha. Rồi chuyên nói tiếp là nó qua la trưởng ha, la 7 đó, nhưng mà sử dụng la trưởng đi ha. Chuyên nói tiếp tình yêu hai mái đầu, hai mái đầu vậy lại rê thứ ha. Rồi chỗ này ba cái hợp âm nè, bây giờ các bạn thử tập pha qua la rồi qua rê ha. Rồi là bây giờ tập chuyển ha. Ví dụ đầu tiên pha thì các bạn cứ bấm pha, các bạn đàn ha, rát 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 chát bum chát bum 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 ha. Rồi xong rát 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 chát bum chát qua la, bum 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 bum, đàn ba nó bass của hợp âm đó xong rồi mới bấm hợp âm đó và mới tiếp tục tiết tấu bolero ha. Rồi ví dụ lại pha trưởng, bum bum bum, bấm pha trưởng rồi đàn rát 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 chát bum chát. Rồi qua la thì bum bum bum, rồi bấm la trưởng, rát 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 chát bum chát. Rồi bấm rê thứ bum bum bum, rồi bấm bum bum xong rồi rát 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 bum rát bum rát bum ha. Nếu câu hát mà nó không chuyển nữa thì mình cũng cứ rát 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 bum rát bum rát bum rát 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 bum rát bum rát bum ha. Hoặc là đi bass rát 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 bum rát bum 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 rát 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 bum rát bum 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 ha. Nếu mà câu hát nó cứ rê thứ hoài thì mình cứ thế mình làm hoài ha, rát 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 bum rát bum 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 ha. Đi bass là các bạn sẽ đi trong lúc các bạn chuyển hợp âm ha, hoặc là các bạn sẽ đi trong lúc không chuyển hợp âm các bạn cũng đi được. Đi bass là các bạn đi tùy thích, muốn đi lúc nào đi ha. Ví dụ la qua rê, rê qua fa thì các bạn có thể đi bass hoặc không đi bass cũng được, lâu lâu các bạn cho vô một cái cũng được. Ví dụ pha đàn bình thường ha, không đi bass đó, rồi ví dụ qua la đi, qua la cũng không đi bass, không thèm đi bass, thì nào qua rê mình đi, ví dụ vậy chắc bung chắc đó. Hoặc là từ rê qua đi bass luôn, rê qua pha đi bass, đi bass của pha, đi bass pha xong đi bass của la, đi bass la xong đi bass rê. Đó, tức là đi bass là các bạn đi tùy sở thích các bạn, muốn đi lúc nào là đi. Khi chuyển âm các bạn đi, không chuyển âm các bạn đi cũng được ha. Và nói chung là đi xuyên suốt từ đầu tới cuối cũng được, hoặc là lâu lâu các bạn đưa vào một cái cũng được ha. Đi bass là không có theo quy ước gì hết, các bạn muốn đi lúc nào là các bạn đi thôi ha. Rồi. Bây giờ ví dụ lại cái câu đó ha. Tôi viết vào đây chuyện nối tiếp tình yêu hai mái đâu. Rồi câu đó sẽ là ba âm ha, lại ha. Dù vô tôi viết vào đây là pha ha. Tôi viết vào đây đó, rồi xong bấm pha đàn rát 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 bum rát, rồi người ta hát tới là chuyện nối tiếp rồi đó. Rồi các bạn chuyển qua bum 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 chuyện nối tiếp ha. Rồi mình sẽ hát nè. Tôi viết vào đây chuyện nối tiếp tình yêu hai mái đầu bum rát bum 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 ha. Đó vậy nha các bạn. Rồi đó là cách để các bạn chuyển, tức là bấm hợp âm đó, đàn rát 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 bum rát, rồi coi câu hát tới hợp âm nào mình sẽ đi ba nốt bass của hợp âm đó trước, rồi sau đó mới bấm hợp âm đó ha. Nếu đơn thuần các bạn không đi bass thì tới hợp âm nào các bạn chỉ việc chuyển qua thôi và cứ tiếp tục tiết tấu bô rô bình thường ha. Còn bây giờ đi bass thì cứ trước khi chỉ hợp âm là các bạn phải đi bass của ba âm nốt đó trước đi đã, rồi sau đó mới bấm hợp âm đó vào và sau đó mới tiếp tục tiết tấu bô rô ha. Ví dụ lại từ pha qua la đi ha. Bum rát rát bum rát bum 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 pha rát 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 bum rát qua la nè, đi ba nốt bass trước bum bum bum, sau đó bấm la xong rồi đàn tiếp rát 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 bum rát bum 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 rát 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 bum rát. Ví dụ qua rê đi ha, qua rê thì từ la qua rê nè, rát 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 bum rát bum bum qua rê ha, đàn ba nốt bass trước bum bum bum, đàn ba nốt bass của rê, sau đó bấm rê thứ xong rồi tiếp tục tiết tấu chắc bum chát bằng ba nốt bass của pha đó, sau đó bấm pha tiếp tục tiết tấu chắc bum chát. Rồi ví dụ rồi son đi ha, đàn ba nốt bass của son bum bum bum, sau đó bấm son thứ tiếp tục tiết tấu chắc bum bum bum. Điều qua si ha, bum chắc đô rắc chắc bum 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 la về đây chắc bum 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 ha. Rồi các bạn cứ tập chuyển luân phiên, các bạn muốn chuyển âm nào các bạn chuyển ha, không cần theo một cái trình tự nào hết. Từ rê các bạn chuyển qua pha, pha bạn chuyển qua son, son chuyển lên đô, đô chuyển lại la, chuyển qua si gián trưởng, rồi chuyển lại rê, chuyển qua pha. Các bạn cứ chuyển theo sở thích các bạn, miễn quanh quẩn 6 âm đó thôi ha. Rê thứ, son thứ, la trưởng, đô trưởng, pha trưởng và si gián trưởng, 6 âm đó các bạn cứ chuyển quanh quẩn, chuyển cho quen để cho lẹ tay ha, đi bass cho lẹ vào để khi áp dụng vào bài hát người ta hát liên tục không có thời gian để các bạn suy nghĩ, cho nên phải quen tay. Khi người ta hát tới câu đó là mình biết hợp âm đó thì mình đi bass của hợp âm đó liền, sau đó bấm hợp âm đó và cứ tiếp tục tiết tấu bolero ha. Rồi mình ví dụ cho các bạn ha, ví dụ ha, đầu tiên là vào đây chuyện nối tiếp tình yêu hai mái đầu chắc ước nguyện đẹp tươi tôi đường xuân mà sao chia lứa đôi. cay đắng, sớm ly tan vì duyên kiếp dở dang. Hoa thơm màu vàng ai hay cho nàng cánh chim rỉ đàn. Làng gối niềm riêng tìm quên lãng, ngày qua bên mái chuồng sớm kể chiều kinh. Mặt thời gian dần trôi trong tái tê, nàng không sao xóa tình yêu xưa cũ, dấu cho con thuyền neo bên đường tu. Làng không mong chờ nhưng làng bây giờ mấy ai nào ngờ. Ví dụ à, nhưng chiều phai nắng, nàng thường ra ngồi bên góc bồ đề, mang bao tâm sự gửi vào hư vô vì làng cố tìm quên. Nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kề bên cánh làng, hoa cùng với bướm ép chung một trang sách, chôn cùng một nắm mồ. Ai đã từng yêu cảm thông nói niềm đau thương với nàng. Tôi tình đầu tiên nàng đánh trốn vùi theo đôi bướm hoa, sau cho thân gái tình duyên ngang trái. Tiếng chuông vang buồn như tiếng thở than, như đêm tình buồn, như rêu hoang tàn đến cho đời nàng. Rắc chắc bum chắc bum bum bum, rắc rắc chắc bum chắc bum bum bum, chắc bum chắc bum bum bum, rắc chắc bum bum bum. Ha, rồi đó, rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ hợp âm bài này cho các bạn tập luôn ha. Rồi sau khi các bạn tập chuyển từng đi bass từng hợp âm 1, sau đó chuyển qua lại đi bass và chuyển hợp âm 6 âm đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ bài này luôn. Bài này các bạn sẽ đi bass rất là nhiều ha, và trong quá trình các bạn tập sẽ rất là dễ ha. Đó là tập để quen luôn, để quen cái tay và cái tay các bạn được nhanh nhẹn luôn ha. Vì bài này sẽ đi bass liên tục ha. Thì rồi các bạn bây giờ các bạn ghi vô đi ha. Rồi cứ tập bài này đi ha. Thì lúc nãy mình chỉ đi bass không lót câu không gì hết ha. Rồi clip sau mình sẽ chia sẻ các bạn là intro, lót câu, đi bass cái bài này luôn ha, để các bạn áp dụng vào tất cả intro, lót câu, đi bass vào một bài cụ thể như thế này thì các bạn thấy sẽ cũng khá đầy đủ và cũng rất là hay rồi ha. Rồi mình ghi cho màn hình ha, là các bạn đi lại ha, mình sẽ đọc nhanh rồi mình cũng vừa đọc vừa đàn các bạn tham khảo lại luôn ha, để hình dung rồi sau khi các bạn tập các bạn sẽ là rất là dễ tập ha. Đầu tiên thì tôi viết vào đây là pha trưởng ha, tôi viết vào đây pha trưởng ha, chuyện nối tiếp là trưởng, tình yêu hai mái đầu rời thứ. Ước nguyện đẹp tôi rời thứ, tôi đường xuân son thứ mà sao chia lứa đôi rời thứ. Từng đêm lang khóc rời thứ, thầm trong cay đắng pha trưởng, sớm ly tan son thứ vì duyên kiếp dở dang là trưởng. Hoa thơm màu vàng đô trưởng, ai hay cho nàng là trưởng, cánh chim lì đang rơi thứ ha. Rồi hết đoạn 1 ha, rồi bây giờ qua đoạn 2. Các bạn khoan tập những cái mà chuyển đoạn ha nha, bắt đoạn gì hết ha, cứ tập chạy bass xong hết đoạn 1 thì cứ cánh chim lì đang chắc bưng chắc bum 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 nâng. Rồi qua đoạn 2, làng gối đèn riêng pha trưởng, tìm quên lãng là tưởng ngày qua bên mái chùa rồi hư bung chắc bung 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 sớm kề chiều kinh rồi hư mặt thời gian son hư dần trôi trong tái tơi rồi hư bung chắc bung bung nàng không sao xóa rồi hư tình yêu xưa cũ và tưởng dấu cho con son hư thiền để bên đường tu là tưởng làng không mong chờ đô trưởng nhưng làng bây giờ là trưởng mấy ai nào ngờ rê thứ chắc bung 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 ngưng rồi đàn điệp khúc ha. Nhưng chiều phai nắng pha tưởng nàng thường ra son hư ngồi bên góc bồ đề rê thứ bung chắc bung 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 màng bao tâm sự pha tưởng ha, chỗ này pha tưởng tâm sự người vào hư vô son hư vì làng cố tìm quên rơi hư chắc này đô trưởng nè. Nhưng đô trưởng một ngày kia đô trưởng nàng bắt bơm rơi hư đặt kề bên cánh làng son hư hoa son hư cùng với bơm pha trưởng ép chung một trang sách là trưởng chôn cùng một năm mồ rê hư chắc bum 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 ngưng đàn đoạn cuối thôi ha. Ai đã từng yêu pha trưởng cảm thông nói là trưởng niềm đau thương với nàng rê hư bum chắc bum 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 mỗi tình đầu tiên rê hư nàng đành chôn son thứ vùi theo đôi bướm hoa rời thử ha bum 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 sâu cho thân gái rời thứ tình duyên ngang trái pha trưởng tiếng chuông ngân chuông đêm tiếng chuông đêm son thứ ha đêm chứ phải ngân tiếng chuông đêm son thứ buồn như tiếng thở than la trưởng như đêm tình buồn đô trưởng như gieo hoàn tàn la trưởng đến cho đời nàng rắc chắc bum 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 hết bài ha. Rồi thì đó là hợp âm và mình cũng đang các bạn tham khảo thử đấy ha. Vậy thì trong lúc vừa đang mà vừa đọc hợp âm cho các bạn nữa thì nó sẽ rất là nhanh ha. Thì cho nên nhiều khi đọc nó bị lẹo lưỡi, nó bị lộn hợp âm nữa không chừng ha. Nhưng mà các bạn cứ nhìn trên màn hình ha, mình sẽ ghi hợp âm lại trên màn hình cho các bạn. Rồi vậy nha các bạn, rồi các bạn cứ tập thử bài này đi ha. Rồi clip sau mình sẽ chia sẻ các bạn là một bài trọn vẹn luôn ha. Rồi mình sẽ chia sẻ các bạn nốt solo của bài này luôn để bạn nào tập cái gì thì các bạn tập ha. Rồi vậy nha các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.